Tối 3 tháng 12 năm 2018, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã kiểm tra tình hình tuần tra đêm của lực lượng 8394 tại một số địa phương. Lực lượng này được đặt tên theo số quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành tháng 11 năm 2015 về kế hoạch phối hợp với các lực lượng công an, dân quân, dân phòng, tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, ông Huỳnh Đức Thơ quan tâm đến hiệu quả của việc xã hội hóa lắp camera nơi công cộng và giao công an phường giám sát người lạ ra vào khu phố, tận dụng camera hộ gia đình để điều tra truy xét tội phạm. Phường này cũng linh hoạt đổi từ tuần tra đêm sang ngày vào một số thời điểm do đặc thù khu dân cư vắng người vào buổi sáng. Cái sách cao những người mà đi dân giới là không biết quy luật rồi, nhiều khi đi cả nam không bắt được cái vụ nào nha. Cho nên về cái tham mưu và cái tác nghiệp thì cũng phải hết sức tận vi, hết sức tuyên truyền sát từng việc, với mục tiêu là mình sẽ truy bắt và hỗ trợ việc truy bắt, việc xử lý những đối tượng này, làm sao cho họ thấy mình thật sự sợ. Đối với mình nói là mình cũng không phải là chính quy chuyên nghiệp gì, vì cái ai đào tạo bồi dưỡng trường trại đâu, những năm này cái ai đào tạo đâu, nhưng mà đối với mình cũng có cái đám người công an đám có vai trò chỉ huy rồi, cho nên là mình cũng tự đào tạo, tự tập huấn, cũng trang bị những kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ tối thiểu, gặp đối tượng thì phối hợp như thế nào, lập biên bản ra sao, một kiểu giữ tâm chức còn tính ra sao, nghề cũng dạy nghề. Tại phường Mỹ Phước, quận Sơn Trà, ông Thơ yêu cầu lực lượng cần chú ý khu vực bãi biển vắng người vào ban đêm, đảm bảo an toàn cho du khách dạo biển. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đánh giá tuần tra đêm và xã hội hóa camera là nét riêng phòng chống tội phạm Đà Nẵng. Sau 3 năm đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ bình yên, kiềm chế tội phạm. Sắp tới, chính quyền Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng mức thù lao, bảo dưỡng và tăng cường phương tiện, cung cấp thêm trang thiết bị cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Huỳnh Đức Thơ cũng lưu ý lực lượng tuần tra thường xuyên đổi mới cách thức, phương pháp làm nhiệm vụ.